Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp ô tô 16 chỗ ở Hà Giang. Cụ thể, trưa 14 tháng 7, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Dũng, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang cấp cứu, theo dõi sức khỏe 4 nạn nhân, một trẻ em, 3 người lớn, trong vụ sạt lở lấp xe khách 16 chỗ ở huyện Bắc Mê. Trong số 4 nạn nhân nhập viện, một thanh niên bị gãy xương đùi, cần đóng đinh nội tủy. Tuy nhiên, người bệnh chưa thể phẫu thuật do vùng chấn thương của người bệnh vẫn đang phù nề. Dự kiến hôm nay hoặc ngày mai, khi sức khỏe đảm bảo, người này sẽ được phẫu thuật, bác sĩ Dũng nói. Ba người còn lại chỉ bị xây xước phần mềm, sức khỏe đã ổn định. Các bệnh nhân được chuyển từ khoa cấp cứu xuống khoa ngoại chấn thương tiếp tục theo dõi. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 7, xe ô tô khách biển kiểm soát 29E02489 loại xe Ford Transit của Hợp tác xã Ngọc Hạnh chạy tuyến Hà Giang Bảo Lâm đi đến đoạn km 11 thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thì gặp sạt lở đất. Hành khách xuống giúp tài xế thì bất ngờ hàng ngàn mét khối đất từ trên cao tràn xuống lòng đường, vùi lấp toàn bộ hành khách, trên xe chở khoảng 16 người. Ngay khi nhận tin báo về vụ tai nạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang bật chế độ báo động đỏ, huy động 6 xe cùng 6 kíp cấp cứu bao gồm bác sĩ, điều dưỡng xuống hiện trường để kịp thời ứng cứu các nạn nhân bị thương. Tại bệnh viện, các y bác sĩ túc trực 24/24 để các nạn nhân nhập viện được điều trị tốt nhất. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 15 nạn nhân, 11 người tử vong, 4 người bị thương. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một nạn nhân mất tích. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé!